Vâng thưa quý vị và các bạn, tình yêu bóng đá của Bầu Đức tiếp tục được gửi tới giới truyền thông mộ điệu bằng sự đau đáu về vấn đề huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam VFF lên cầu thị với thực tế phũ phàng từ huấn luyện viên Tuchel. Và điều này khẳng định rằng Bầu Đức vẫn dành tình cảm cũng như tâm huyết dành cho bóng đá Việt Nam rất nhiều các bạn ạ. Dù những lời chê bai hay là những lời ca khịa trên mạng truyền thông xã hội từ các bình luận viên, các chuyên gia và thậm chí là những người hâm mộ không yêu mến với những thành tích kỳ tích của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Vâng, trong xã hội vẫn luôn tồn tại 80-20. Đây là một trong những công thức bất thủ của thế giới mà bản thân huấn luyện viên Tuchel đã nói về 80% người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã ủng hộ cho cái việc sa thải ông, còn 20% còn lại là không. Dù đa phần người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất yêu mến Bầu Đức cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam thì cũng giống trong câu chuyện này thì vẫn còn đó 20% ở sau đấy là những người phản đối, là những người ghen ăn tức ở, thậm chí là có thể có những cái hành vi cực đoan với Bầu Đức cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chính vì vậy mà người ta đã đồn đoán, chia sẻ và đưa ra những cái thông điệp liên quan tới việc là Bầu Đức cũng như là huấn luyện viên Park Hang-seo không thể quay lại với bóng đá Việt Nam. Và dĩ nhiên những người đứng đầu, những lãnh đạo của đội tuyển quốc gia Việt Nam thực sự là những người quyết định cuối cùng vấn đề này. Nhưng phải thực tế và chia sẻ thật rằng người hâm mộ là những cái tiếng nói chung, và tiếng nói đấy là những người đã bầu ban và thậm chí là ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Nếu như không có khán giả, tôi phải nói rằng là bóng đá chết. Và 80% lúc này người hâm mộ bóng đá Việt Nam theo đúng cái tỷ lệ vàng mà thế giới vẫn luôn đưa ra là những người ủng hộ cho niềm tin với những huấn luyện viên có thành tích, có đẳng cấp nhưng họ phải phù hợp với bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo là một trong những người như vậy. Bầu Đức đã gợi ý về con người, những con người như vậy. Dù không nói đích xác là ai nhưng Bầu Đức nói thế này. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam của chúng ta cần có những tiếng nói chung để VFF chọn lựa những huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia Việt Nam được đặt ra phải là người châu Á vì họ phù hợp với văn hóa lẫn môi trường bóng đá của chúng ta. Câu chuyện ở đây thì rất nhiều huấn luyện viên châu Âu lùa gà. Câu chuyện là họ về với bóng đá Đông Nam Á hay là châu Á thường là với cái vị thế là hết thời ở bóng đá châu Âu và việc quay trở lại bóng đá châu Á như là một cách mà họ kiếm tiền. Trung Quốc đã là một nạn nhân cực kỳ đau đớn trong việc ấy khi liên tục có những huấn luyện viên đẳng cấp về dẫn dắt. Những huấn luyện viên ấy đã hết thời những cái phương án, thậm chí là những có cả những sổ sắt hay những cái phương án nghiên cứu để có thể đánh bại những huấn luyện viên này đã thành bài. Và cái việc thay đổi của huấn luyện viên này thì lại rất thấp so với những huấn luyện viên khác. Những huấn luyện viên có thể thích nghi, có thể tạo ra sự đột phá với những nhân sự. Nhìn vào bản CV của huấn luyện viên Tuchel, chúng ta thấy rõ những cái thực tế phũ phàng về bóng đá Việt Nam. Một huấn luyện viên đã thành công cách đây cả 20 năm thì không có nghĩa là ông sẽ thành công trong thời điểm hiện tại. Trong khi ấy, một hồ sơ liên tục bị sa thải chứ không phải là rút khỏi những đội bóng thì không có lý gì mà chúng ta không đặt nghi ngờ. Nhưng không hiểu tại sao với một phần truyền thông, với những con người đang cầm những cái chìa khóa để mở ra tương lai cho bóng đá Việt Nam thì họ lại không chịu nhìn nhận và thậm chí còn xúi để cho báo chí cũng như giới truyền thông mộ điệu đưa ra những luận điệu có phần hạ thấp so với thành tích của bóng đá Việt Nam trong quá khứ và nâng cao những gì mà họ đang làm với bóng đá Việt Nam là những cái vấn đề cấp tiến theo bóng đá thế giới. Nhưng cuối cùng thì chúng ta thấy sao ạ? Những huấn luyện viên hết thời đấy không thể làm việc cho bóng đá Việt Nam được bởi nó không phù hợp. Và thứ hai là trong bối cảnh hiện đại, những sự thay đổi thích nghi với mỗi vai trò khác nhau là cực kỳ khó khăn. Việc các huấn luyện viên cầu thị và mong muốn giúp cho bóng đá Việt Nam với cái việc là tâm huyết với thế hệ bóng đá trẻ thì ai cũng có cả. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng vậy. Ngay khi bóng đá Việt Nam dưới thời đại của ông thì ông đã triệu tập lứa U23 để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Cái câu chuyện này thì chúng ta đã thấy không mới. Cái câu chuyện chúng ta nhìn thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cài cắm những cầu thủ có kinh nghiệm trong quá khứ, thậm chí là những người đã bị ruồng bỏ và báo chí và những người thân cận với những con người thời điểm đó họ đã viết về những anh Đức với cái hình ảnh không hề tốt một chút nào. Nhưng rồi anh Đức mới là cầu thủ xuất sắc và có cái thành tích bậc nhất của bóng đá Việt Nam với lứa cầu thủ như vậy.
Anh Đức cũng là một trong những huấn luyện viên mới của bóng đá nước nhà, có thể sẽ là trợ lý và giúp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Bầu Đức đã chia sẻ, phát biểu và gợi ý cho VFF rất nhiều thứ và tâm huyết của ông lúc này vẫn dành cho bóng đá rất nhiều. Dù ông còn không còn ham hố hay là mong muốn sẽ có tầm ảnh hưởng lớn tới lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cũng không có bầu bán hay là đứng vào vị trí nào đấy. Bởi những gì ông nhận phải khi mà giới truyền thông Mộ Điệu, thậm chí là những người đứng đầu ở giải đấu, đứng đầu của một tổ chức tập thể đã hạ thấp những con người tâm huyết như vậy, thì quả thực là chúng ta sẽ phải đánh giá lại với những con người ấy. Tôi biết rằng họ có trình độ, có chuyên môn và có cả những cái tâm huyết, nhưng hãy theo số đông và tốt cho bóng đá Việt Nam, chứ không phải giữ cái tôi quá cao, quá kiêu ngạo như cách ông chủ C được nâng tầm ở bóng đá Việt Nam với những ngôn từ ở trên mạng xã hội. Vâng, câu chuyện phũ phàng với bóng đá Việt Nam là ông chủ C đã đến và tạo ra một cuộc xung đột cực lớn. Cái vấn đề bảo thủ cực đoan của ông chủ C cũng đã khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam có phần quay lưng với bóng đá. Và cái thời kỳ quay lưng của bóng đá Việt Nam lúc này nó còn thậm tệ hơn, khi rất nhiều cổ động viên đã vỗ tay, đã chia sẻ những niềm vui khi mà Indonesia chiến thắng Việt Nam. Hình ảnh đó sẽ không thể xóa nhòa ngày 1, ngày 2, mà phải làm một cách tích cực. Và những con người có điểm nhấn, có được những cái sự ủng hộ của người hâm mộ là những người dễ dàng nhất để nuôi kéo cũng như là tạo ra sự uy tín trở lại. Và nếu như làm được điều đó thì bóng đá Việt Nam tiếp tục sẽ trở lại một cách nhanh chóng. Nếu như không chọn lựa đúng và tiếp tục với những huấn luyện viên người châu Âu hay là với những cái bản hợp đồng mang tính chất là khoe khoang với thành tích ở châu Âu, tôi đã làm bóng đá tại nơi đây, một đấng bóng đá thượng đẳng, bóng đá một nền bóng đá có tầm hơn hẳn so với Đông Nam Á, thì nếu như chúng ta đọc và đặt vai trò vào như thế, xính ngoại thì cũng chỉ được một bộ phận nào đó ủng hộ. Và kết quả thì trong suốt quá trình bóng đá Đông Nam Á phát triển thì chúng tôi cũng chưa thấy những huấn luyện viên nào quá lùi trội so với thành tích với những huấn luyện viên đến từ châu Á đâu. Có một vài trường hợp đều đến từ, cũng sẽ có những trường hợp đến từ châu Âu, họ cũng có những cái đích tính khiêm nhường và thuận theo những văn hóa và giá trị của đất nước mà họ theo đuổi. Tuy nhiên, số đó rất ít, và một trong những số đó thì lại được đến từ những ông bầu đã chọn lựa. Còn hy vọng rằng VFF lúc này với sự sáng suốt của mình thì cần phải đưa ra một cách cụ thể nhất về việc là chọn lựa những nhân sự, không phải vì cái danh tiếng hay là cái cách chọn lựa của mình xính ngoại xính tây để có thể mang về bóng đá Việt Nam những cái thượng đẳng mà họ nghĩ rằng sẽ mang về Việt Nam và thành công. Vâng, VFF tiếp tục được chào mời một ứng cử viên mới đến từ Nhật Bản cho đội tuyển Việt Nam, hồ sơ đẹp không kém dàn huấn luyện viên Hàn Quốc. Theo tìm hiểu thì phương án lựa chọn huấn luyện viên đến từ Nhật Bản đang được ban chấp hành VFF ưu tiên hơn, với khoảng 60% thành viên hội đồng là thuận theo, trong khi số còn lại đề nghị cân nhắc huấn luyện viên người Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thảo luận sơ bộ chứ chưa phải quyết định cuối cùng cho vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Được biết thì một ứng cử viên người Nhật vừa được tiến cử cho VFF, chuyên gia này đã tạo dựng được một danh tiếng tại G-League One, có dấu ấn thành tích tập thể và cá nhân, độ tuổi cũng dao động từ trên dưới 50, phù hợp với những tiêu chí ban đầu của VFF mong muốn. Hiện tại thì vị trí giám đốc kỹ thuật VFF được huấn luyện viên người Nhật đảm nhận, đó là ông Koshida Takeshi. VFF cũng có một nhà tài trợ lớn là thương hiệu đến từ Nhật Bản. Điều này có thể phần nào tác động đến việc lựa chọn ứng cử viên mới, khi nhà tài trợ có thể sẵn sàng có những hỗ trợ tốt về tài chính. Tuy nhiên, vấn đề chuyên môn của ứng cử viên này vẫn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Trước đó thì Phó Chủ tịch VFF ông Trần Anh Tú đã nhấn mạnh về việc lựa chọn huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia sẽ được xem xét đánh giá dựa trên tiêu chí uy tín, trình độ, chuyên môn và điều quan trọng nữa là phù hợp với bóng đá Việt Nam. Việc tiếp nhận hồ sơ ứng viên là bước đầu mà thôi. Thời gian tới thì các ứng viên cần phải trình bày với VFF kế hoạch cũng như chi tiết đội tuyển quốc gia Việt Nam trong những năm tiếp theo. Đồng thời, hai bên cũng cần tìm tiếng nói chung sau đãi ngộ. Con số này có thể sẽ cao không kém gì hai người tiền nhiệm là Park Hang-seo và Philippe Chuse từng nhận được là 50.000 USD và 60.000 USD. Trước đó thì một số nguồn tin cho biết rằng hai huấn luyện viên là Kim Do-hun và Kim Sang-sik đã nộp hồ sơ tới VFF để ứng vị trí là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cả hai chiến lược gia người Hàn Quốc đều có bản lý lịch tương đối ấn tượng. Ông Kim Do-hun từng dẫn dắt câu lạc bộ Ulsan Hyundai và vô địch AFC Champions League năm 2020. Sau đó tới Singapore đã giúp cho câu lạc bộ Lion City Challenge lên ngôi tại giải đấu vô địch quốc gia nước này năm 2021.
Trong khi đó thì huấn luyện viên Kim Sang-sik từng vô địch tại giải đấu K-League 1 năm 2021 và Cúp FA Hàn Quốc năm 2022 với câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motor. Dù vậy thì VFF hiện tại vẫn chưa vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng, thậm chí nếu không tìm được ứng cử viên phù hợp, VFF sẽ sẵn sàng tìm đến phương án huấn luyện viên tạm quyền để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam giữa hai trận đấu FIFA Day trong tháng 6. Lướt qua tất cả những cái thông tin liên quan tới các chuyên gia và những huấn luyện viên thì có thể thấy rằng VFF vẫn hoạt động theo cách cũ là lựa chọn theo những hồ sơ và trình bày. Có thể nói thẳng rằng là CV nhiều khi đẹp đấy, nhưng mà cái CV đấy là người ta viết ra và chúng ta cũng không có được những cái sự đánh giá một cụ thể. Chính vì vậy mà chúng ta cứ nhìn vào những cái năm gần nhất với những đội bóng có thể coi là yếu dành cho một cái nền bóng đá, nhưng họ đã tạo dựng ra một cái lối chơi mới, một cái tư tưởng mới giúp cho đội bóng ấy phát triển một cách nhanh chóng và có được cái thành tích cụ thể. Đây thực sự là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ và Bầu Đức hay là huấn luyện viên Park Seo cũng muốn gửi tới VFF những cái thông điệp cụ thể để VFF đưa ra những cái phương án chọn lựa của mình một cách tốt nhất các bạn ạ. Hy vọng rằng quý vị và bạn cũng sẽ đồng hành và chia sẻ với chúng tôi những cái điều này. Bồ Đức vẫn đau đáu lắm, tôi tin rằng là ông vẫn còn sẽ mong muốn giúp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam có thêm những cái thành công trong tương lai, bởi những cái công sức trong quãng thời gian vừa qua là cái công sức tuyệt vời mà bóng đá Việt Nam đã tạo dựng được, những thành tích, những cái sự kết nối và đặc biệt niềm tin của người hâm mộ đội Việt Nam dành cho đội bóng là rất lớn. Lúc này mức lương của các huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam lúc này thực sự đáng rất cao với những cái tiêu chí mà VFF đặt ra. Nhưng lúc này thì chúng ta cũng không thể tiến tới World Cup hay là tiến tới Asian Cup được ngay lập tức được, mà chúng ta sẽ phải thi đấu tại AF Cup vào cuối năm nay. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là VFF sẽ xử trí ra sao. Rõ ràng đây là một cái vị trí khó và chúng ta sẽ chờ đợi xem những sự thay đổi từ các vị trí này sẽ như thế nào. Hy vọng rằng những cái lời góp ý của Bầu Đức sẽ tác động một phần nào đó giúp cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam có được những cái sự lựa chọn tốt nhất. Vâng, đó là toàn bộ những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.